Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa bà con, đới gió Tây Nam vẫn gây hiệu ứng phơn nhẹ, do đó mà nắng nóng vẫn còn xảy ra ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi hôm nay cũng như là hai ngày tới. Nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến ở mức là từ 34 đến 36 độ. Một số điểm có thể vượt lên 37 độ như là ở khu vực vùng núi phía Bắc của Nghệ An hay là ở Quảng Bình. Trong những ngày qua thì vào thời điểm chiều tối liên tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác ở các tỉnh từ Huế trở vào cho đến khu vực của Bình Thuận. Dự báo trong chiều tối nay và chiều tối mai, sau khoảng 4 giờ chiều thì vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào dưới diện rải rác. Do mưa nhiều vào chiều tối và đêm tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh đốm trắng phát triển mạnh trên cây thanh long ở Bình Thuận. Đến nay thì toàn huyện đã có 600 hectare thanh long bị nhiễm bệnh, trong đó 200 hectare nhiễm nặng với tỷ lệ là từ 30 cho đến 40%. Bệnh này do nấm gây ra, bào tử nấm gây bệnh nảy mầm trên bề mặt tiếp xúc rồi xâm nhập vào trong mô gây hoại tử. Bệnh gây hại cả trên thân, cành và cả ở trái. Hiện chưa có thuốc đặc trị, vì vậy bà con phòng bệnh là chính. Để phòng ngừa bệnh đốm trắng hiệu quả thì bà con cần phải áp dụng các biện pháp canh tác như là không tưới nước vào thời điểm chiều tối vì dễ tạo ẩm độ ẩm cao, bào tử nấm gây bệnh nảy mầm gây hại. Cần phải tỉa cắt cành thông thoáng, tiêu hủy tàn dư cành hoa trái của bệnh. Khai thoát nước triệt để, cắt cỏ thường xuyên. Phải rải vôi bột trùng với mặt đất, thường xuyên thăm vườn phun ngừa bằng các loại thuốc theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp. Đặc biệt, bà con không nên lấy giống từ những khu vực bị bệnh hoặc là không có nguồn gốc rõ ràng. Bà con cần phải sử dụng các loại phân bón cân đối, nhất là các loại phân trung lượng như là canxi, magie, silic. Ngoài ra, bà con cần phải chú ý là không nên dùng các loại phân bón lá, nhưng bao bì lại hướng dẫn là trừ nấm bệnh. Trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong chiều tối và đêm nay thì mưa giảm dần cả về diện và lượng. Ngày mai thì trời nắng và nhiệt độ có biểu hiện tăng chậm, cao nhất sẽ dao động ở mức là từ 27 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 cho đến 32 độ tại khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, thời tiết mưa nắng thay đổi trong ngày đã tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh trên lúa bùng phát như là bệnh đạo ôn, đốm vằn, cháy lá, sâu cuốn lá và dày nâu. Điều đáng quan tâm là hầu hết diện tích lúa đang vào giai đoạn đứng cái, ảnh hưởng nhiều đến năng suất. Vì vậy, bà con cần phải thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sâu bệnh, phòng trừ kịp thời, phun trừ sâu bệnh đúng cách và đúng lúc. Trở ra miền Bắc, sau 2 ngày nắng nóng thì đến hôm nay thời tiết cũng có sự chuyển biến. Sự thay đổi này sẽ rõ rệt hơn trong đêm nay và ngày mai khi mà rãnh áp thấp gây mưa hoạt động mạnh hơn, gây ra mưa rải rác cả ngày cho khu vực vùng núi. Khu vực Nam Đồng Bằng thì mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối và đêm. Các tỉnh vùng núi cần phải hết sức cảnh giác với hiện tượng mưa dông có thể xảy ra cả lốc xoáy. Phần tiếp theo xin mời bà con cùng theo dõi dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Thưa quý vị, trong khi khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa dông nhiều, thì tại khu vực phía Đông Bắc Bộ trời vẫn có khoảng thời gian nắng gián đoạn trong ngày, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cường độ mưa dông tập trung nhiều ở vùng Việt Bắc. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi là nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ. Với các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35 độ. Với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, tập trung lượng nhiều vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 30 độ. Còn đối với các tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối thì có mưa dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ và mức nhiệt cao nhất là từ 29 cho đến 32 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.